Chào mừng các bác quay trở lại với cả mình anh Chelo. Hôm nay thì sẽ lên một cái clip khá là đặc biệt trong cái chương trình của T-Cell mà chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc cái chương trình sinh nhật 25 năm. 25 năm mà T-Cell ra mắt tại Việt Nam. Và nội dung chính là một chiếc TV 75 inch mới nhất trong năm 2024 với giá rẻ nhất trừ hết đi và chỉ còn khoảng 13 triệu 900 thôi. Và một chiếc TV đỉnh cao nhất của T-Cell đang bán sập giá từ 24 triệu 2 về còn 22 triệu 990 thôi. C845 và P755, hai mẫu này và những lưu ý và những đặc điểm vượt trội so với cả các dòng khác ở trên thị trường. Chào các bạn, hôm nay thì lại lên video cặp đôi 750. Một thằng là rẻ nhất và một thằng là đắt nhất hiện tại. 75 inch 4K và hai mẫu này thì hiện tại đều là những mẫu mới nhất đang bán ở trên thị trường rồi. 2024 thì T-Cell đã ra mắt thế hệ mini LED mới C855, nhưng hiện tại thì tại Việt Nam chưa có mẫu đó và hiện tại đang bán ở các hệ thống, các kênh phân phối đại lý cấp 1, những cái cửa hàng trọng điểm của T-Cell ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam ấy, thì chỉ có con C845 là cấu hình mạnh nhất thôi. Đây là C845 ở bên phải này. 75C845 hay là con 65 inch, cái mã 845 này thì bán rất là nhiều. Tuy nhiên thì để có giá tốt và cái chính sách hậu mãi hàng đầu tại miền Bắc này thì em cam kết chỉ có Ecomart thôi. 65C845 bán với giá 18.290, còn 75 đang bán với giá sấp xỉ 23 triệu. Và chương trình này thì em chạy còn vài ngày nữa là kết thúc. Chương trình mà dành cho cái dịp 25 năm T-Cell ra mắt tại Việt Nam. Hôm nay thì đặt hai chiếc, một chiếc rẻ và một chiếc đắt ở cạnh nhau để các bác có cái nhìn tổng quan về những mẫu TV này. Tối ngày hôm qua thì có hai bác tại Thái Bình đánh xe tải trực tiếp tới Ecomart Đông Anh, sau đó thì mua và tự mang về nhà, tự trở về. Đấy, tức là gì? Tức là cái phân khúc hiện tại thì con 75P755 bán với giá xấp xỉ khoảng dưới 14 triệu này, đang là một trong những mẫu có chất lượng hình ảnh, có hệ điều hành cũng như có cái khả năng mang lại cho người dùng cái trải nghiệm hoàn hảo nhất. Hoàn hảo đây là gì? Hoàn hảo đây là khi mà các bác dùng tại nhà, các bác tìm kiếm các nội dung, các bác muốn truy cập vào những cái chương trình giải trí thì nó có trang bị đầy đủ hết rồi. Đầu tiên thì là Google TV, thì nó hai cái mẫu này thì giao diện, cách thức sử dụng không có khác gì nhau cả, đều có cái giao diện tập trung, các ứng dụng khá là đầy đủ, mọi người có thể là dễ dàng tìm kiếm rồi dễ dàng truy cập vào những chương trình phục vụ nhu cầu xem giải trí. Các bác có thể xem YouTube này, các bác có thể xem kho phim khổng lồ từ Apple TV, hay các bác cũng có thể là cài thêm được các chương trình để có thể xem truyền hình mà không cần cắm băng ten. Hãy dùng wifi xem trực tiếp các kênh của đài truyền Việt Nam, các kênh truyền hình thiết yếu của các tỉnh thành ở trên toàn quốc. Và đối với cái hệ điều hành này thì mọi người cũng có thể cài thêm được rất là nhiều các ứng dụng nữa. Các bác có thể cài tải thêm TikTok này, cài thêm trò chơi để sử dụng điều khiển, truy cập vào những game đua xe, game hành động hay là những game mà bình thường các bác chỉ có thể trải nghiệm ở trên điện thoại thôi. Hai thằng cùng là giao diện Google TV, cùng có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt, tìm kiếm các nội dung trên YouTube, tìm kiếm những cái chương trình phục vụ nhu cầu xem giải trí. Chẳng như các bác muốn là gì, muốn dùng để có thể thực hiện kết hợp vừa giải trí này, vừa học tập, muốn trình chiếu nội dung từ laptop, từ máy tính lên, thì kể cả 75P755 hay 75C845 thì đều tích hợp hết rồi. Tuy nhiên thì con này nó sẽ có sự chênh lệch, hiện tại đang chênh nhau khoảng 10 triệu thì cái giá trị 10 triệu nó ở những cái đặc điểm như thế này. Đầu tiên là thiết kế bên ngoài thì C845 sử dụng cái màn hình có khung viền bằng kim loại màu ghi xám nhé. Còn đối với thằng này thì cái khung viền của nó là màu đen nhám, cũng là kim loại, nhưng mà cái viền của TV trên con P755 nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều. Công nghệ màn hình thì nó cũng là cái điểm khác biệt lớn khi mà các bác muốn so sánh kỹ hơn. Cấu hình của hai thằng này thì một thằng sử dụng công nghệ màn LED thường, còn đối với ở trên C845 là công nghệ màn mini LED với bóng đèn LED siêu nhỏ. Cái bóng đèn LED siêu nhỏ ở đây thì các bác hình dung là đối với cái dòng TV đang bán ở trên thị trường, những dòng TV
Thông thường thì nó sẽ sử dụng bóng đèn có cái kích thước nhỏ bằng cái đầu đũa. Nhưng bóng đèn ở trên con C845 này thì nó sẽ nhỏ bằng 20 lần so với cả cái đầu đũa đó. Đấy, kích thước siêu nhỏ đồng nghĩa với việc là cái khả năng, cái số lượng bóng đèn ở trên màn hình của C845 nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với cả trên con P755 này. Và đương nhiên nhiều bóng như vậy thì chắc chắn màn hình nó sẽ vô cùng sáng rồi. Độ tương phản, độ sâu nó sẽ rực rỡ. Công nghệ kiểm soát bật tắt của các khu vực bóng đèn LED nó giúp cho cái độ tương phản ở trên màn hình của C845 gần như là vô đối. Có này đạt độ sáng tới 2000 lít, cao gấp nhiều lần so với cả P755 với độ sáng khoảng 450 lít. Đấy, nó đang chênh nhau khoảng 5 lần. Đấy, giá lệch nhau 10 triệu nhưng độ sáng ở trên C845 sẽ cao gấp 5 lần so với cả cái mã hàng P755 này. Và đối với những chiếc TV có độ sáng cao như vậy thì các không gian các bác đặt TV với những khu vực mà có nhiều ánh sáng, có cửa sổ, cửa lớn hay có cái ánh đèn trang trí trong gia đình ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái trải nghiệm khi mà các bác xem. Chất lượng hình ảnh ở trên C845 nó vô cùng đỉnh cao và tuyệt vời rồi. P755 tại sao lại vẫn là một trong những mẫu được lựa chọn nhiều? Bỏ qua các tiêu chí như bóng đèn LED siêu nhỏ, độ sáng 2000 nit giống như C845. Phân khúc mà người dùng muốn tìm kiếm một chiếc TV có hội tụ đầy đủ các yếu tố từ cái giải màu white, color gamut hơn 1 tỷ sắc màu, nó có thể hiển thị tới 93% chuẩn cái giải màu DCB3, có cả cái công nghệ loa, có cái chất âm, đây chất âm trầm với hệ thống loa bass đặt ở phía sau lưng của TV. P755 còn là TV thông minh mà người dùng có thể tìm kiếm các nội dung bằng điều khiển hay có thể ra lệnh bằng giọng nói đơn giản và dễ dàng như thế này. Ok Google, mở YouTube. Đấy, cái việc mà thực hiện câu lệnh mà không cần phải cầm điều khiển ấy, thì trên P755 đã được trang bị. Nó là TV thông minh có trợ lý ảo Google. Đấy, các bác có thể tương tác được với cả TV bằng giọng nói chuẩn tiếng Việt mà không lo. Đấy, không lo là gì? Là không có điều khiển là không dùng được. Mọi người cũng có thể là ra lệnh cho TV khởi động các chương trình, các ứng dụng đơn giản và dễ dàng cũng bằng tiếng Việt như này. Ok Google, trở về màn hình chính. Cái việc mà thực hiện tìm kiếm nội dung, cái việc mà các bác muốn thao tác, yêu cầu TV làm các cái phép tính toán, yêu cầu TV tăng giảm âm lượng, truy cập vào các ứng dụng các bác hay xem, các chương trình các bác muốn giải trí ấy, thì trên cái thằng P755 này nó làm được hết. Thứ nữa là thiết kế khung viền kim loại chắc chắn, bề mặt phía trước gần như là tràn viền ba cạnh vô cùng sang trọng. Các cái cổng kết nối được bố trí ở bên sườn, người dùng dễ dàng có thể cắm, có thể kết nối đối với không gian hẹp. Loa bass phía sau lưng rất lớn cho âm trầm uy lực mạnh mẽ. C855 của 2024 chuẩn bị bài rồi, nhưng trên thị trường Việt Nam chưa có và cái thời điểm nó mới ra, nó bán rất là cao. Giá hiện tại theo cái hiểu biết của em thì đang bán với giá xấp xỉ nhỉnh 35 triệu. Mà thời điểm hiện tại ấy, C845 vẫn còn hàng, các bác mua vẫn là mới nguyên, chưa kích hoạt bảo hành. Đang có chương trình 1 đổi 1 trong 6 tháng nếu gặp lỗi nhà sản xuất. Hội tụ từ độ sáng, từ thiết kế khung viền, từ hệ thống cổng kết nối thông minh cho tới loa công suất lớn hơn và màn mi LED với độ sáng 2000 lít thì đây vẫn là một trong những siêu phẩm. Đó cũng là những cái tiêu chí mà người dùng trong suốt thời gian vừa rồi lựa chọn con 750 rất là nhiều. C845 của 2023 tiếp tục là một trong những siêu phẩm có cấu hình mạnh mẽ, độ sáng, độ tương phản. Và hơn hết là gì? Là chip xử lý cũng như bộ nhớ tới 64GB trên cái mã hàng này là những giá trị vượt trội. Những dòng TV thông thường hiện tại có mã hàng chỉ có 16GB thôi, có mã hàng chỉ bộ nhớ 32GB. Nhưng đối với C845 thì nó đang có bộ nhớ tới 64GB để phục vụ các bác. Các cái mã hàng 65 inch thì con C845 thì cũng đang xếp top. Xếp top từ cấu hình, từ thiết kế cho tới tất cả những cái yếu tố mà nó đang được hội tụ này. 65 inch có độ sáng cao nhất, 65 inch có bộ nhớ nhiều nhất, 65 inch có cái khả năng xử lý cũng như là chip xử lý mạnh mẽ nhất trong cái thời điểm hiện tại. Các bác hình dung là đối với một chiếc TV mà có bộ nhớ nó được trang bị nó nhiều ấy, thì
người dùng có thể là tải được rất là nhiều các ứng dụng khác nhau. Đấy, có thể là cài thêm được các chương trình theo thời gian, theo năm tháng, TV nó không bị đơ, không bị chậm. Và đối với cái tiêu chí một chiếc TV có chip xử lý mạnh mẽ và có cái hiển thị sắc nét, có độ sâu, độ tương phản vượt trội thì luôn được người dùng tin tưởng và lựa chọn. Cái chính sách một đổi một trong 6 tháng nếu gặp lỗi nhà sản xuất ở trên toàn quốc cũng là một trong những chính sách khiến là gì? Là người mua hàng an tâm hơn. Các bác mua dùng thoải mái trong 6 tháng đầu tiên, gặp bất cứ lỗi nào thuộc nhà sản xuất thì sẽ được đổi mới 1-1 tại nhà. Đấy, các bác chỉ cần báo thôi là sẽ có nhân viên chở TV về tận nhà cho các bác trên toàn quốc đổi mới luôn. Đấy, nhưng mà các bác cần lưu ý nhé, cái chương trình này thì bên em chỉ chạy tới 30 tháng 9 này, từ 15 tháng 8 đến 30 tháng 9. Đấy, chương trình gia hạn, chương trình được trợ giá trực tiếp vào những cái mẫu TV đang được bán, được trưng bày. Bên em cũng có cái showroom trực tiếp để các bác có thể là xem hàng. Đấy, mắt thấy tay sờ luôn, tai nghe trực tiếp tại Ecomart Đông Anh qua cái đầu số hotline của em là 0974178586 thì các bác có thể điện vào đó để được hỗ trợ. Còn bình thường thì các bác cũng có thể là truy cập vào website nhé, ecomart.vn để tìm thêm thông tin. Cảm ơn mọi người.